bấm phóng to ra, phóng to ra, và là chuột trái quét cái này đi như này. Cách chưa em? Chân cổ cách này, tay với thân nó cách này. Muốn trở về bấm chuột phải nhá, quét cái chỗ này vậy này. Bấm chuột trái quét này, thấy không? Không có chỗ nào nó chạm nhau cả, luôn cách ra 1 xăng. Hoặc nhiều vải cho cách 5 xăng cắt cho nó sướng nhé. Cắt bóng mà. Được chưa? Câu hỏi của Nguyên là gì nào? À, muốn mà cắt cạnh nó cách trong 1 xăng cái gì? Em cắt tập cứng à? Không, tại vì em in cho mẫu sợi may á. À, để cắt ra cho dễ gì? À, cái này trong trên cơ bơ gọi là khoảng đệ hay gọi là khoảng cách, tức là chi tiết này cách chi tiết kia đúng không? Rồi, thế câu hỏi này là quan trọng nhất đấy à? Mấy cái gì? Mấy nhảy cái ly hộp xong rồi em muốn làm về dưới thì nó lại nhảy lên trên thì nó đảo ngược Chết á, cha, cái này thầy cũng biết, cái nguy ly hiểm. hộp Có bị xong lật chụp em ạ. con xong Lật chụp flip y nhé, giống như tay giác lăng. Ừ, có xong giống tay giác lăng nhé. Ok, câu hỏi của em là gì nhỉ? À, muốn in sơ đồ ra mỗi chi tiết cách nhau 1 phần đúng không? Rồi, ở đây các bạn nào có khúc mắc gì không nhỉ? À, muốn in cách nhau 1 phần ra để cắt mẫu cho dễ, đừng có ken cái ke này đúng không? Xong hỏi sớm. không cái câu đó của thầy cô giải thích rồi á. À đấy, thấy không? Rồi là ăn Tết xong quên hết rồi này. Nhiều bánh chưng quá mà. Không biết là vừa này nó là cái câu hỏi này của chị Nguyệt là dập chi tiết ba lô á. À đúng rồi. Để cắt đúng không? Có Zalo Bây giờ về lại về nhà lại tìm lại video nhé. Được không? rồi, thì chỉ cho nó nhanh nhá. Thì thí dụ. Ok, lấy đại model nặng được nhá. Ở cùng ba trụ để cho nó nhanh nhá. Thế thì đầu tiên ấy, các bạn sẽ về đây, các bạn sẽ mở cái bạn kéo trên cùng nhá. Block buffer này. Đây mà, lốc này, lốc 2 này. Hai dập khoảng cách này. Được chưa? Ok ha, trong này có sẵn này. Còn nếu không có thì phải chuột này, các bạn vào bảng tham số này, new này. Các bạn sẽ vào block đây, block buffer. Các bạn tạo một khoảng đệm mới của bạn. Bạn được đặt theo tên của bạn. Tất cả trong mà mình được tạo. Còn không thì bạn mở lên bạn sửa. Bắt bạn đổi tên thành của bạn thôi. Hình dung nào nhá. Đấy, mà không thích thì bạn xóa đi này. Bạn tích chuột phải vùng trống new đây, block này. Rồi. Chọn vào dòng block nha. Bấm like và đăng ký kênh để nhận được video mới mỗi ngày. Thì ở đây này, bạn để ý nhé. Number. Bạn có thể ghi một ở đây. Còn nếu mình quên thì tốt nhất là mình mở cái này lên thì sẽ không bị sai sót nhé. Thì ở đây này, cái này là nhập giá trị bên gì đây? Bên trái. Nếu như bạn muốn cách chi tiết này 1 phân từ chi tiết này qua chi tiết này thì 1/2 sẽ là mấy? 0.5 đúng không ạ? Chỉ rồi là nhớ chị ha, 0.5. Ok. Thì top là ở bên trên, đúng rồi, 0.5 nữa. Này là bên gì? Bên phải bao nhiêu đây? Cũng là 0.5. Cái này là bên gì? Bên dưới 0.5. Thế là tất cả các cạnh của bạn sẽ cách nhau là 0.5. 0.5 với 0.5 thì sẽ là 1 xăng. Được chưa? Còn nếu bạn muốn lệch nhau 5 ly thì xung quanh sẽ là 0.25. Thì này chỉ một cái bảng thôi, chúng ta sẽ làm được mọi cái. Được chưa? Thì chúng ta sẽ vào file, các bạn bấm save ở đây, đặt tên là gì? Dập, thế đặt gọi là khoảng cách hay là khoảng đệm nhé, tùy các bạn. Hoặc là khoảng cách gạch ngang 1 cm. Được chưa? Gọi enter nhé. Enter nhá. Sau đó đóng cửa sổ này. Rồi giờ tạo này, thầy sẽ tạo mã 03 đi. 03. Bạn tích chuột phải ở đây, bạn new. Ở đây có sẵn này, mở lên này, lười lười một tí. Order có sẵn này em nhé, hoặc mình tạo thì cũng giống bình thường thôi. Thì ở đây ví dụ thầy không đặt ở đây nhá, thầy đặt là gì đây? 03 gì đây? Dập hẹp, dập mẫu đi ha, dập mẫu. Thì khổ vải sẽ là bao nhiêu? 15868 thì tùy em nhé. Thì ở đây các bạn đều chọn là cắt dập nhé. Ở cái lay limit và annotation này, bạn đều chọn là cắt dập. Được chưa? Cắt dập cứng. Và đây, block buffer này. Được chưa? Bấm vào ô bên này. Và chọn cái khoảng đệm của nó vào là khoảng cách 1 cm. Hay là bạn đặt tên là gì thì bạn chọn cái đó. Được chưa?
Hiền biết là chưa nhỉ? Rồi, mai thêm món nữa luôn. Ồ đủ, chưa đầy 3 mã hàng luôn. Xóa mã hàng nhá. Để lừa nó dư mã hàng luôn. Đây, mã 03 ở đây. Thì ở đây có một dập là. Thì ở đây thầy sẽ xuất nhá. Xuất này. Sau đó bạn bấm ok. Đây 03 dập mẫu này. Mở lên. Thì ở đây bạn quét xuống này. Đấy, như vậy. Em thắc mắc là nhìn chưa ra gì đúng không? Thầy nhìn đâu có ra đâu. Nhỏ vậy nhìn đâu ra. Được chưa? Thế bây giờ để biết nó đã có khoảng cách chưa? Thì thực sự ra thì nó đã có rồi. Nó bị chấm 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 xung quanh này là có rồi đấy. À, chứ nó nét liền là chưa có. Giờ thầy xuất nha. Để chúng ta xem là file. Xem tu. Nếu như không có máy in thì chúng ta có thể xem trực tiếp trong phần mềm. Biết xem vào đó chưa? Xem thì check vào đây nhé, tích vào chỗ cột xếp này nhé. Được chưa? Sau đó thầy chỉ bấm xuất ở đây thôi. Bấm ok. Hạ xuống. Đây. Plot này. Sau đó gõ enter. Bấm phóng to ra. Phóng to ra. Và đây chuột trái quét cái này đi như này. Cách chưa em? Chân cổ cách này. Tay với thân nó cách này. Muốn trở về bấm chuột phải nhá, quét cái chỗ này vậy này, bấm chuột trái quét nè, thấy không? Không có chỗ nào nó chạm nhau cả, luôn cách ra 1 xăng. Họ nhiều vải cho cách 5 xăng cắt cho nó sướng, ha? Cắt mẫu mà, được chưa? Rồi em tìm được câu trả lời chưa? Rồi đấy là gọi là khoảng đệm em nhá, trong cơ bơ gọi là tạo khoảng đệm nhá.